này khỏi dùng tắm được đó mọi người. Cái này lấy tay ăn xả. Xả mặn quá. Thế lòi nó mà nó còn hụt ở trong á. Để cho đại phò chứ nóng lắm. Ủa cay lắm. Mặn với trời ơi. Mặn mà vừa ăn đúng rồi. Ốc này mình nhớ ngày nhỏ đi biển đó mọi người, hình như là mua cái vòng hay là cái sâu đeo cổ á. À, con ốc này hay sao nhớ vậy. Nằm trong đường lâu lên, còn nếu mà nó đi lên cho nè mọi người chỉ cần mình hết quay mà mưa mà. Nhưng mà